Tiền bất ngờ hôm nay là chuyển qua làm nghề thợ xây luôn nha. Dữ quá. Nữa làm thầu cho em đi theo nha anh Tiên. Hả? Nữa làm thầu á. Nhiễn quá anh Tiên. Dạ. Nhiễn quá vậy. Đúng rồi, mình phải làm như vậy mới im chứ. Sửa sen rồi lại. Người ta coi thấy anh xây này, người ta mời anh đi xây nhà có đi rảnh không? Rảnh luôn. Rảnh nhà luôn ha. Lãnh à, cái này phải lãnh thiệt à. Quá em à. Cái này chắc cán một bao xin ăn quá. Cái này là cái này là anh làm gì là quá không? Quá im đó anh Tiên, đặng cho nó sạch sẽ luôn á. Không bị văng lên. Có nhiêu sao đủ này, ít nhất cũng phải là kêu vợ lấy 10 lần nữa. Ừ. Kêu lớn lên vợ ơi. Em ơi, kêu em hoài, ơi. Kêu hoài rồi là kêu hồi mới quạo đó. Ừ. Em yêu ơi coi. Để chạy lón cá lóc. Quay né né thôi, để hồi khán giả vô bình luận đó. Bình luận đó. Ừ. Bình luận là thấy có ở giữa cá lóc, cá lóc. Ở giữa hai chân là có cá lóc đó. Có một chị lên bình luận rồi nè. Kéo lên, kéo lên. Em thao đi. Chụp thao nữa chị ơi. Nói nói anh. Thấy chồng mà làm vậy chị Quyền cũng mừng lắm nha. Ừ. Anh Tiên cũng giỏi lắm rồi chú anh chị. Tuy ảnh tàn tật nha, anh giỏi lắm. Người ta cái này ta gọi là có tật có tài đó. Thì cái nhà máy hiên phía trước của anh Tiên đã hoàn thành rồi. Bây giờ anh Tiên mà chỉnh sửa thêm đôi chút nữa cho nó hoàn thành hơn nha. Anh Tiên anh làm này sao anh làm hồi cái anh là đội tiền anh Tiên làm xong lại hồi lại ông thợ đội tiền thợ nha. Ôi giời, mức được người không có nước hả? Có nước không? Đâu có kêu chỉ hỏi cho nó bây giờ không làm tôi làm tôi vô nghỉ à. Chồng là thợ xây còn vợ thợ phụ. Ừ. Phụ hồ. Hai vợ chồng mà đồng lòng dữ ta. Ừ. Tụi đó chị Quyền, mệt hay gì? Không mệt. Thợ này sai quá sai ha chị Quyền. Đặt ở sao người ta cười à? Mấy thằng sao cười quá trời cười. Mấy xây cười quá. Mấy thợ xây sao nó cười không vậy ông Tiên ơi? Để cho thợ trộn kìa. Phụ trộn. Để thợ phụ trộn. Thợ chính xây thôi. Cái thợ phụ này còn chuyên nghiệp hơn là thợ chính nữa đó. Chị Quyền đó giờ có đi phụ hồ lần nào chưa? Có. Có phụ hồ rồi hả? Nhà ở đây đó. À, ơi. Cất cái nhà đó mình qua phụ hồ hả? Ừ. À, mướn nha. Ngại nhiêu? 170. 170 ha. Chị Quyền có kinh nghiệm này không? Rồi. Đi chưa? Chọn mà thấy im quá quá mà. Qua này nè, dạ đây nè. Ở đằng dư rồi. Bò góc ha. Hồi ông thợ mấy ông mà thầu ông tính tiền xi măng đó lúc đó rồi có nhăn không ông tính là một bao xi măng với tiền cát đá gì đó cát nữa lấy 200.000 thôi rồi thêm nè hay không biết hết trơn tơi quá chuyên nghiệp sao rồi thợ thấy phụ hồ gì là biết chưa quyết ha. Cái này phụ hồ lương còn cao hơn thợ đó đó. Ừ. Tại phụ hồ làm hết trơn rồi. Ừ. Lương không cao đâu. Lương không cao ha. Lương không cao sẽ bằng thợ ha. Rồi tiếp dài dài cái đó nè. Thì chán này khoảng 3 ngày không tiên? À này hả? Ừ. 1 phút 30 giây. Phút 30 giây một kỹ nãy giờ mười mấy phút rồi chứ thôi. Nói vui thì nghe cả nhà. Tiên cũng khéo tay á. Ha. Quá khéo rồi. Khéo hả? Ơ đã, không ngoài mấy ông thợ ông cười hạt quá kìa.
Vợ vợ ông Tiên bỏ cừ quá xá luôn. Vui rồi ha em. Thôi, vui rồi ha. Ừ. Mẹ mới về anh đi. Hả? Mẹ mới về. À, hai à. Là về đẻ luôn hay sao anh Tim? À luôn. Anh nuôi phải không? Hả? Anh nuôi đã. Ừ. Thiệt không ạ? À? Thiệt không nghe, chưa anh đang nuôi, đang nuôi phim đó nghe. Anh nuôi hả? Anh trai nuôi ha. À. Đang e luôn bộ. Vuốt đang e mới chịu à. Mai đào hết nhiêu cây rồi anh Tiên? Hết 3 cây nhỏ. 3 cây nhỏ ha. Mày để luôn đi anh Tiên ơi, đừng có dài nữa. Đúng rồi, cái này đâu có ảnh hưởng gì đâu. Không ảnh hưởng. Còn mai hả? Tại vì á là nó là cái lộc của anh đó. Nhà anh Tiên vẫn còn mai là còn may mắn anh Tiên ơi. Anh mà bữa hổm mà anh rồi hết nữa rồi. Kêu thủ. Thủ ngoái cừ không rồi kìa. Đi cái mệt. Bộ. Lính. Lính. Ừ. Đó không? Chỉ luôn ha. Thôi để phụ chỉ luôn. Để phụ chỉ thua rồi. Cái này chiều nay trừ lương à. Anh Tiên sẽ tô hết cái bằng này cái tiền nó tới cái cột nhà luôn nha. Cho nó đẹp. Là chồng cũng chịu khó cái tiếng kia. Này làm xong này chắc cái buổi trưa chắc ăn khoảng 8 chén cơm á anh Tiên. 15 chén. 15 chén hả? Cái này ta lên rồi, không phải như xưa nữa ăn có mấy chén cơm đâu. Nó sắp ngã đó làm ơi đó, hai chồng. Bên kia là hai chồng tụi mình nói thế à, thế sao? Ừ. Cây cái đâu mình tiên dọn dẹp cái đó. Còn cái là cái những công việc khác ở nhà. Chứ không phải ở công này tiên dẹp. Đi lấy cái cặp tiên vợ thì đi lấy cho chồng để mà cô. Thì lấy hồ với lại trộn thì cho anh Tiên ảnh tô nha. Cả nước rửa thì vừa. Kỹ liễn vừa lưỡng như ta. Đó thì chị Quyền trước đó cũng từng làm phụ hồ nha. Anh Tiên có làm phụ hồ lần nào chưa? Hả? Thiệt không à? Ừ. Thôi. Mới làm bữa nay nè. Mới làm mai nè. Nè. Thấy chưa mẹ? Ngày 450. Quá dễ lắm. Phù hồ. Anh Tiên phù hồ ngày tới 450 mà vợ con 170 hả? Hả? Trời ơi. Anh Tiên là sao? Idol TikTok. Ờ, TikTok. Em mai gửi phô lên nè. Để đọc địa chỉ thôi. Hả? Ông mai hả? Ừ, gửi khô này nhận không? Ờ, nếu ông mai quá. Nếu em mai quá ha. Con ăn hết chưa chị Quyền? Hết rồi. Hết rồi ha. Ngày một rồi. Đúng rồi. Mình quá ngon mà hơn chứ. Ngày một là hết trơn khô rồi. Bữa nay ngày một hả đi? Không, hai ngày. Hai ngày ha. Ngon không? Ngon quá, nhớ quá em mai. Nhớ mày quá mày ơi. Mai về ở đâu? Lòng anh với em mãi mãi không xa nhau. Anh thấy em một hôm qua, tại sao mai hả? Có dư đã có một lần thôi. Có gì một lần thôi nha. Dạ ơi, đừng nói giận anh ơi. Anh nói chơi thôi em ơi. Vậy cho khô nữa có nhận không? Có nhận khô nữa không? Nhận không là biết hồi đưa em đi lấy luôn nè. Cái
chân trái anh ngồi không có dữ nha anh Ti. Không ha. Tiền. Sao thì hơi kỳ anh Tiền. Không có sự hợp à. Rồi. Thảo nào. Kỳ lắm đó nha. Cái này bụng tốt lại phải không? Thì thấy ông quý cô chú anh chị là cái máy hiền của anh Tiền á thì làm xong hết rồi, nhưng mà hai bên á là anh Tiền ảnh lấy thêm xi măng để anh chán cho nó đẹp luôn nha. Chán gì thì xa xa gì á, ba cái lúc giọt mưa nó xuống á nó không có dàn sình lên trên cái nền xi măng này nha. Mái che hầu như thì đã cơ bản là đã hoàn thành hết trơn rồi đó. Anh Tiên ơi, nữa anh nhờ mấy ông thợ xịt mấy cái mối nối này là sơn luôn anh Tiên. Lấy cái chai nước sơn xịt á, chỗ có mối hàng á. Xịt luôn. Nhờ mấy ông thợ xịt. Nhiệm vụ này của mấy ông thợ phải xịt chứ sao ta mà sao hàng mà không xịt chứ trơn vậy? Còn không thì mình bỏ tiền ra mình mua chai sơn đi rồi kêu ông thợ ông xịt giùm. Đâu có cái này là tự mình thợ luôn chứ đâu có nhà đó. Mình phải kêu người ta xịt chứ, còn không thì mình mua đi mình kêu người ta xịt đều hết. Kêu người ta xịt chai sơ thôi, mình mua một chai đi, xịt cho đầy luôn. Nhớ nhắc ảnh nha, tìm mấy cái mua chai nước sạch đó, sạch mấy món hàng á. Nè mấy món hàng nè. Còn không á thì anh cứ mua chai sơn đi rồi nhờ người ta sạch. Có nhiêu chai sơn nhiêu đâu. Mua đi kêu người ta sạch đầy luôn, hết luôn mấy chỗ mối nói nè. Bây giờ cái này là vợ tiếp tục nữa nè. Cái này chắc lấy người ta hết một bao xi măng quá. Gán xây hết này cho nó đẹp anh Tiên ơi. Gán làm cho nó hết cái đó cho nó đẹp. Nhìn nó cũng đẹp nữa. Dài đẳng hết luôn đi. Dài đẳng hết luôn. Ví dụ như mình có thiếu hay chăng nữa thì mình nó cũng dính lại hết rồi. Chà ra vậy rồi đó.
Thao nữa mới đủ ha. Giờ Quang cập nhật cái nhà phía sau luôn nha. Ồ, hôm nay cán xong này luôn không anh? Dạ. Hôm nay cán xong này luôn không? Chắc tới giờ cơm là xong rồi ha. Dạ. Chưa xong. Không, tới giờ cơm rồi, mình cán xong mình chưa có lót gạch á. À. Chứ xong đâu xong. Chịu còn làm nữa không? Làm chứ. Xong rồi chịu. Xong rồi vừa cơm là vừa đó. À, được. Ừ. Chứ mình chưa lót gạch mà, mình mới cán cái nền xong mà. Dạ. Ừ. Nhìn quá đẹp rồi. Chưa đâu, lên gạch nó mới đẹp. Đúng rồi. Lên gạch thì mới đẹp chứ còn này thì mới gọi là 80% thôi ha. Rồi. Đâu rồi? Trời ơi, hai chồng xây cái đó. Hai chồng là lấy cái đó hồi tính 200.000 tiền cát thôi với xi măng thôi nha. Dạ. Ít thôi đừng lấy nhiều. 200 được rồi. Xin không, xin mấy lần đúng rồi. Ừ. Nãy giờ khoảng chục thao rồi, nghe nói tính tiền anh nhìn kìa. Ê, hồi 200 ngàn nha anh Tiến. 200 ngàn đó chứ không phải giỡn đâu. Ok kìa, chiều trả. Không ấy mua thùng ấy được rồi nha. Ừ, thùng cho anh em lấy gai được rồi. Ừ. Thiếu hai gà hả? Đi bước mới bước ra khỏi đi ha anh đi. Ừ. Gì đó ừ rồi. Ừ lắm. Chưa biết gì đó ừ rồi. Có lắm. Xong em nói lắc hai gà á. Ừ. Ừ rồi mà. Chị trả. Nhà gà phía sau quý cô chú anh chị cập nhật cho khán giả xem luôn. Giờ là tổ ấm của anh Tiên gì là đủ đầy lắm rồi, còn gì nữa giờ? Còn thiếu gì nữa giờ? Đúng không anh? Quá đầy luôn. Ừ, quá đủ đầy rồi. Nhà anh Tiên vậy là còn ngon hơn nhiều nhà lắm á. Còn em ở sao đúng không? Còn em ở sao? Còn em ở sao là che cái phòng luôn à. Gì cũng đủ đầy lắm rồi, còn gì nữa giờ? Thì mơ ước của anh Tiên thì cũng đã trở thành sự thật rồi. Hai chồng hai đứa con. À ba đứa lộn. Nhớ ông kia. Nhớ ông Chanh. Nhớ ông Chanh. Ừ, Chanh cũng giống ông này vậy nè. Hay quá ta. Ông nào lùng lùng mà cũng có vợ cao cao không ta ơi. Hay thiệt chứ. Chanh cũng dữ lắm mà. Ừ. Đúng rồi, vợ ông Chanh cũng bự con lắm á. Ta nói lùng lùng vô tùng chứ. Trời trời, mấy bà phụ nữ ba để ý mà ông cho tiền thấy ghê á. À. Trời trời trời, có lóc ông nội này. Ba nào nó dữ vậy, ba nào dữ vậy. Ba nào bình luận. Quá bình luận rồi. Để sư phụ bà bảnh đi. Ừ. Để bà bảnh làm vậy, người ta đủ rồi. Đủ chưa mày hả? Dạ. Đủ chưa? Chắc đủ rồi ha. Chưa. Thiếu chút xíu ha. Ừ. Thầy mấy anh thợ cũng vui tính nha. Ngày nữa là xong rồi đó quý cô chú anh chị. Thì căn nhà nào làm xong là sẽ đóng cái chỗ này luôn. Còn hai bên để cho nó mát. Còn cái cửa thì ngay chỗ này hoặc ở đằng sau thì mình sẽ tôn rồi mình bắn ốc rồi lên hết nha. Ở chỗ này thì mình làm cái bậc ha. Ôi ơi, giỏi quá ta, thưa lại coi. Rồi thưa lại coi. Ờ giỏi. Cái này mình phải làm ba bực á, tại vì chân người nào nó ngắn không à. Làm cho ảnh ba bực đi ha. Chứ hai bực sợ đi không ấy á.
Anh Tiên thì chân cũng ngắn, mấy đứa nhỏ chân còn ngắn hơn. Đúng rồi, ba bậc đi cho nó cho nó đi cho nó dễ. Hai bậc nó hơi sâu quá. Thì Quang cũng cập nhật cái tiến độ làm cái nhà sao của anh Tiên Tràng Lùng cho quý cô chú anh chị xem đó nha. Vốn không trời.